Hiện tại bệnh lý mãn tính ngày càng gia tăng và các kiến thức dinh dưỡng không chính thống thì lại rất là nhiều, và khi áp dụng không đúng thì làm ảnh hưởng rất là nhiều đến với sức khỏe của người dân. Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng ra đời với một cái sứ mệnh, đó là làm sao để cung cấp các kiến thức dinh dưỡng khoa học để giúp người dân bảo vệ sức khỏe cũng như là nâng cao cái hiệu quả điều trị. Và hiện nay thì viện có ba cái hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên đó là cung cấp các lớp đào tạo dinh dưỡng ngắn hạn cho cộng đồng. Hoạt động thứ hai đó là dịch vụ về tư vấn dinh dưỡng, và thứ ba đó là thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng. Với sứ mệnh nâng cao nhận thức và phục vụ sức khỏe cộng đồng, đội ngũ chuyên môn luôn ấp ủ làm sao để lan tỏa những kiến thức khoa học hàn lâm vào đời sống một cách đơn giản dễ hiểu, để mỗi người dân luôn có ý thức chăm sóc sức khỏe một cách đúng đắn. Đội ngũ giảng dạy tại Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng đang trực tiếp khám và tư vấn dinh dưỡng hàng ngày, từ đó đem những kinh nghiệm thực tế đưa vào trong bài giảng dành cho học viên. Điều này đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng mà viện hướng đến các sản phẩm đào tạo, kiến thức chuẩn chỉnh, truyền đạt dễ hiểu, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, viện cũng kết nối sâu sắc với các đồng nghiệp nhân viên y tế thông qua các hoạt động seminar với hơn 20 chương trình đã thực hiện hàng tháng và hơn 5.000 người tham gia. Viện còn thường xuyên hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể để chia sẻ và đào tạo kiến thức dinh dưỡng đến với cộng đồng thông qua các workshop, hội thảo và các sự kiện. Từ đó cùng xây dựng cộng đồng dinh dưỡng ngày một phát triển, lan tỏa kiến thức dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Với tầm nhìn trở thành một đơn vị nghiên cứu về dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam bởi đội ngũ chuyên gia uy tín và chất lượng, thì chúng tôi luôn hướng đến chăm sóc sức khỏe mọi người bằng cái sự chuyên nghiệp trong tư vấn và tận tâm trong các hoạt động lan tỏa và chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng.